số 1, thầy sẽ cho một series các câu hỏi. Mục tiêu là chúng ta thấy rằng chương phần này đó nó sẽ vẫn giống y như cách làm của giáo điều hòa thôi. Nào, thầy cho là mạch giáo RC có R bằng 0,1 mH, có C bằng 4 picofarad và cho Q0 bằng 2 nano coulomb. Câu hỏi đầu tiên, câu A, T bằng 0 này, cho Q bằng trừ 1 nano coulomb và đang tăng. Và đang tăng nghe nhá. Viết phương trình Q, U và Y. Viết phương trình Q, U và Y. Nào, trước khi làm các bài về mạch RC thì các em cần phải biết đổi đơn vị. Nào, các cái đơn vị này nó thường không cho luôn, mà nó lại cho những cái, ví dụ đây là mili, handy, picofarad và nano coulomb. Thì các em nhớ cái đổi đơn vị này. Nào, đầu tiên là đơn vị các em hay dùng là m nhỏ. M nhỏ thì đọc là mili. Nó sẽ bằng mấy 10^-3 các em nhé. Được chưa? Thứ hai đó là cái chữ này này, micro. Nó là 10^-6. Được chưa? Tiếp theo đó là n nhỏ, là nano. Nano bằng 10^-9. Cái này các em phải ghi vào nhất, tại vì cái này là nhiều người lại không biết đâu đấy. Không làm không biết này là sai luôn đấy nhá. Và P nhỏ, P nhỏ là pico bằng 10^-12. Đó. Thêm nữa đây. Đó là K. K đọc là kilo. Nào, K là cái từ mà các em hay dùng trong thực tế. Ví dụ 20K, 30K, 500K thì các em biết là K là bao nhiêu? 20K là 20.000 đấy em ạ. À. Đó, nó chính là lấy từ vật lý ấy, thì từ toán học đấy là 10^3. M thì cái này rất nhiều bạn biết là mega. Mega này là 10^6 em nhá. Được chưa? Đấy. Thì đơn vị của chúng ta thay dùng này. Đấy, thế chưa? Còn G là ghi ra là 10^9, cái đấy chúng ta không dùng trong vật lý. Được chưa? Đó, đây. Các bạn ghi vào nhá. Nào, bây giờ chúng ta viết phương trình của Q, U và Y. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ làm bước cơ bản nhất là tính omega đi. Nào, chúng ta có omega 1 trên căn RC. Nào, 1 trên căn RC thì các em hay số 3 nhá. 1 chia cho căn, nhớ là đổi đơn vị nhá. Nào, L của nó là 0,1 nhân với 10^-3. Nhân với C là 4 nhân với 10, pico là 10^-12. Đó. Và các em sẽ bấm là omega nó sẽ bằng với 50 × 10^16 nhá. 50 × 10^16. Đấy, omega nó rất to đúng không em? Radian trên đây. Ở trên này thì các em sẽ làm quen với những cái omega rất là to. Được chưa? Nào, bây giờ các em sẽ viết biểu thức của nào trước? Chúng ta sẽ viết biểu thức của Q trước. Nào, T bằng 0, Q nó bằng -1, có nghĩa là bằng -Q0/2. Và đang tăng nhá. Các em nhớ, nào, các em vẽ đường tròn nào. Đấy. Đến cái chương này rồi mà chúng ta vẫn sử dụng đường tròn. Thế nên là các em thấy rằng là gì? Ngày xưa thầy nói với các em ở chương 1 là cái đường tròn này quan trọng lắm. Nó vẫn áp dụng đến cả chương số 4 đấy nhá. Nào, -1 nano coulomb và -Q0/2 ở đây các em này. Nào, đang tăng tiến với đâu các em nhỉ? Đây là 0 này. Đây là -Q0 này. Vậy các em thấy ngay là rõ ràng đang tăng ấy thì nó phải tiến về 0 hay tiến về -Q0. Rõ ràng rồi. 0 lớn hơn tăng thì phải tiến về đây. Ok không? Đó, thì đây chính là phi của Q. Phi của Q đang bằng -2π/3. Ok không? Nào, như vậy chúng ta sẽ có biểu thức của Q. Q sẽ bằng với là Q0. Q0 của chúng ta là bằng 2 nano coulomb, cứ để đến 2 đi. Nhân với cos của omega t của nó là 50 × 10^16. T rồi -2π/3. Được chưa? Đơn vị của nó là nano coulomb. Đấy, đơn vị chúng ta ghi ở cuối. Nào, tiếp theo biểu thức của U. Nào, chúng ta sẽ tính U0 trước. U0 sẽ bằng với Q0 chia cho C. Đấy, thì các em bấm máy tính ra nhá. Q0 các em nhớ là nó bằng 20 mũ trừ 9 nhá.
Được chưa? 2 nhân 14 trừ 9, được chưa? Chia cho C chúng ta là 4 nhân 14 trừ 12. Được chưa? Đó, chia cho 4 nhân 14 trừ 12. Và sẽ bằng với 500 luôn. Số hơi to. Đấy, số này hơi vô lý một tí nhá, không không sao. Nào, chúng ta cùng nghe biểu thức của U sẽ bằng với 500 nhân với cos của omega t là 50 nhân 16 t. Nào, các em chú ý pha của U giống hệt pha của quy nhé, cùng pha mà vẫn là trừ 2pi trên 3. Đó, đơn vị là vôn. Nào, tiếp theo biểu thức của Y, chúng ta sẽ phải tính Y0 trước. Nào, Y0 thì là công thức gì các em nhỉ? Y0 là V max đấy nhá. V max bằng A omega là Q0 omega. Được chưa? Các em thay số vào 2 14 9 nhân omega là 50 16. Được chưa? Các em bằng 0.1 nhá. 0.1 Amen. Đó, như vậy chúng ta sẽ có ngay biểu thức của Y sẽ bằng với Y0 là 0.1 nhân với cos của nào omega t vẫn là 50 nhân với 10 16 t. Nào, chúng ta sẽ có phi của Y. Nào, Y nhanh pha Q và U một góc 90 độ. Như vậy phi của Q đây thì Y nó sẽ nhanh pha hơn 90 độ. Chúng ta không nên bấm máy tính nhé, chúng ta nên dùng đường tròn, chúng ta cộng góc. Đây là phi của Y đang bằng với là trừ pi trên 6. Được chưa? Rồi trừ đi pi trên 6. Đơn vị là amen. Được chưa? Như vậy chúng ta vừa tính xong đó là cái câu A là viết biểu thức của Q, U và Y. Rồi, ok. Tiếp theo tiện luôn đây, chúng ta làm luôn ý thứ hai của câu A nhá. Được chưa? Nào, những cái bài này nó dễ mà. Được chưa? Chúng ta sẽ làm liền luôn ý thứ hai của câu A. Vẫn là câu A đấy các em nhé. Nào, thầy sẽ cho ý thứ hai. Chúng ta sẽ làm một series ví dụ mà. Nào, làm một series ví dụ. Ý thứ hai này, thầy sẽ tính là tính từ T bằng 0. Tính từ T bằng 0. Thời điểm lần đầu tiên quy mắc. Ok, rồi. Đây là dạng bài số lần của các em ạ. Các em thấy quen không? Câu hỏi rất là quen. Nào, chúng ta lại vẽ đường tròn nhá. Chúng ta lại quay lên đường tròn. Nào, quay lên trên đường tròn nào. Nào, ban đầu quy đang đổi vị trí trừ quy 0 chia 2 và đang tăng là trừ 2 pi trên 3, biết rồi. Đúng không? Đây là quy của thời t bằng 0. Nào, nó đang hỏi quy mắc ở đâu các em nhỉ? Quy mắc ở biên đúng không? Đó, quy mắc ở biên. Đây, quy mắc. Và nó sẽ có một vị trí và chúng ta sẽ quay từ đây đây. Nào, chúng ta sẽ có ngay delta t sẽ bằng với t chia 3. Nào, t thì các em biết là công thức t bằng gì nhỉ? Nào, các em có omega thì bằng 1 chia căn lc. Nó bằng 2 pi trên t. Đó, như vậy chúng ta sẽ rút ra ngay t. T sẽ bằng với 2 pi chia omega. Có nghĩa là 2 pi nhân với chia là nhân bình đẳng nhá, là 2 pi căn lc. Đấy, có thể chúng ta nhớ luôn lúc này. Đó, chúng ta sẽ thay vào 2 pi căn lc chia cho 3. À, mà chúng ta vừa tính được omega rồi các nhỉ? Tội gì dùng cái này làm gì? Chúng ta dùng t bằng 2 pi chia omega nhanh hơn đúng không? Chẳng 2 pi chia omega là 50 nhân 16. Đấy, nhân với 3. Đấy, thôi nhá, kết quả nó như thế, đơn vị là dây. Được chưa các em? Đấy, 2 pi chia omega. Đó. Nào, câu tiếp theo vẫn trong câu A này. Thầy sẽ hỏi này. Nào, đó là thầy sẽ hỏi là tính từ t bằng 0. Tính từ t bằng 0. Để tiện chúng ta làm luôn. Tính từ t bằng 0. Từ t bằng 0. Thời điểm y độ lần mắc lần thứ 20 30. Được chưa? Thời điểm lần y mắc nhé, độ lần mắc. Y độ lần mắc lần 20 30. Nào, tất nhiên rồi, chúng ta vẫn dùng đường tròn nhá. Nào, dùng đường tròn này đi. Nào, đây là quy 0. Thì các em biết là y độ lần mắc khi quy bằng mấy em nhỉ? Khi vật ở vị trí cân bằng cũng như là quy bằng 0, đúng không?
Nào, quy luật không là chúng ta có hai vị trí trên đường tròn đây, y mắt này. Y độ lớn nhanh nhất, mắt này. Đó, đây là vị trí số 1 này, đây là vị trí số 2. Ok không? Nào, như vậy chúng ta sẽ có một chu kỳ qua hai lần. Vậy đây là bài số lần lớn, vẫn rất quen thuộc, chúng ta sẽ tách. Nào, chúng ta sẽ tách là 2030 sẽ bằng với là 2028 là số gần nhất chia cho 2, đúng không? Chúng cộng thêm 2. Ok không? Nào, đây là T. Nào, đây là T. Nào, một chu kỳ qua 2 lần, vậy 2028 lần sẽ hết là 1014, đúng không? Cộng với T nha. Cộng với 2 lần cuối, 2 lần cuối nó sẽ được quay lên. Đúng không em? Và nó quay được là 210 độ nhá. Sẽ cộng với vẫn là tính thức cũ 210 độ chia cho 360 nhân với T. Ok không? Em thay T vào nhé. Đây, T của chúng ta đây, 2π chia omega này. Đấy, em thay vào, em bấm. Nhân với T của chúng ta là 2π. Rồi ok. Nhưng kết quả của chúng ta số nó hơi xấu. Nhân kết quả chúng ta là nhân T là T sắp xỉ bằng với 1,275 nhân với 10^4. Đấy. Được chưa? Các em có hình dung được cái cách làm của chúng ta không nhỉ? Đó, cách làm chúng ta như thế vẫn giống những dòng điều hòa thôi các em ạ. Các em hiểu vấn đề chưa? Vẫn giống dòng điều hòa, vẫn sử dụng những kiến thức đường tròn thì vẫn như thế thôi. Được chưa? Rồi, tiếp theo vẫn là câu số 1. Chúng ta sẽ làm câu B. Hỏi tính trong một chu kỳ. Tính trong một chu kỳ. Khoảng thời gian. Được chưa? Khoảng thời gian để quy lớn hơn bằng 1 nano coulomb. Nào, câu này quen không em? Chắc chắn rồi, câu này quen rồi, chúng ta sẽ phải sử dụng đường tròn. Nào, chúng ta vẽ đường tròn của quy ra. Làm nên đường tròn của quy em nhá. Đây là vị trí quy bằng 2 nano coulomb, đây là 0 và đây là -2 nano coulomb. Vị trí 1 nano coulomb ở đâu em nhỉ? 1 ở đây nhá, 1 nano coulomb ở đây. Và đề bài đã cần tính là lớn hơn được bằng. Nào, lớn hơn được bằng như vậy chúng ta sẽ phải lấy cái nào em nhỉ? Lớn hơn thì chúng ta sẽ phải lấy ở từ 1 cho đến 2. Đúng không em? Chúng ta sẽ lấy đây. Đó. Chúng ta sẽ lấy đây. Các em hình dung không? Chúng ta lấy đây. Và hết đây là T của bao nhiêu em nhỉ? T trên mấy đây? Là góc này là 120 độ. Ok không? Như vậy chúng ta sẽ lấy là T chia 3. Ok không? Vẫn như cũ. Thấy không? T chia 3. T chia 3 bao nhiêu em tự nhân số rồi nhé. Đó. Ý tiếp theo. Nào. Tính thời gian để quy có độ lớn bé hơn hoặc bằng căn 3 nano coulomb. Nào. Ý tiếp theo. Nào. Vẫn về đường tròn của em thấy ký ức gặp lại chưa? Nào. Vẫn về đường tròn này. Nhưng mà đường tròn bây giờ ấy thì đây là sẽ là đường tròn của độ lớn của quy. Nào, đường tròn độ lớn của quy. Nào, độ lớn của quy thì bây giờ đây là 2. Thôi thầy bỏ nano nhá. Đây là 0 và đây vẫn là 2. Nào, độ lớn thì bằng căn 3, có nghĩa là quy 0 căn 3 chia 2 thì nó sẽ nằm ở đây. Đúng không? Căn 3 đây. Căn 3. Và chúng ta đang cần lấy gì nhỉ? Chúng ta đang cần lấy bé hơn, đúng không? Lấy bé hơn. Nào, lấy bé hơn như vậy chúng ta sẽ lấy ở giữa này. Đây, bé hơn. Các em thấy không? Đó, lấy đây. Lấy đây. Ok chưa? Đó. Và bỏ. Đây, lấy góc ở giữa này. Lấy đây. Nhá. Tại vì lấy bé hơn. Thằng này là T chia mấy em nhỉ? Thằng này là T chia 3. Thằng này cũng là T chia 3. Và chúng ta bỏ này.
Đấy. Vì nó hỏi độ lớn bé hơn. Như vậy tổng nhân dân t lúc này sẽ bằng t chia 6. À, xin lỗi, 2t chia 3. 2t chia 3. Ok không? Nào, kể cả những kiến thức này vẫn thế này. Thầy sẽ hỏi là y. Đó, y có độ lớn. Lớn bằng là q0 omega chia 2. Nào, y có độ lớn, lớn bằng q0 omega chia 2. Rồi, nó giống như cái bài là v độ lớn, lớn bằng a omega chia 2. Là chúng ta sẽ lấy đường chọn của y. Nào, đường chọn của y thì vị trí này độ lớn các nhá, là q0 omega a omega đấy. Đây là 0 này, đây chính là q0 omega độ lớn, đúng không? Nào, q0 omega chia 2 nằm đây. Đó, nằm đây. Ok không? Và nó đang lấy lớn hơn thì chúng ta phải lấy bên ngoài. Đấy, lấy bên ngoài. Ok không? Đấy, lấy bên ngoài. Đây, lấy bên này. Được chưa? Là tổng cái góc bao nhiêu của em nhỉ? Nào, các em nhìn đây. Góc này. Thôi, viết luôn ở đây cho nó gọn nhá. Góc này sẽ bằng với là t chia 3. Đúng không? Thằng này cũng là gì? T chia 3. Như vậy tổng với delta t còn 2 t chia 3. Đấy, các em nhìn đúng không? Mọi thứ vẫn như cũ. Ngay kể cả cái này này. Nhớ, cái này không có thi đâu, nhưng mà thầy hỏi thêm. Để khi mà làm bài tập ở trên lớp, ngay cả cái này này. Nào, là VKT, thầy sẽ hỏi là VKT lớn hơn bằng 3 VKT. Các đừng có bảo là thế lớn hơn 3 động nhé. Đây là từ lớn hơn 3 điện, được chưa? Từ lớn hơn 3 điện thì bây giờ là gì nhỉ? Chúng ta phải phân tích là vị trí từ bằng 3 điện. Từ bằng 3 điện thì Q bằng gì các em nhỉ? Nào, từ lớn thì Y sẽ bằng với Y0 căn 3 chia 2. Y bằng y không căn 3 chia 2 thì q sẽ bằng q không chia 2. Như vậy q sẽ bằng q không chia 2. Được chưa? Và đang lấy từ lớn thì điện phải nhỏ. Điện phải nhỏ thì q phải lấy bé hơn. Bé hơn là bằng q không chia 2. Đấy, ok không? Nào, chúng ta phải bé. Nào, q bé bằng q không chia 2 thì cái này quen thuộc tổng độ lớn em nhé. Đấy, bé hơn thì chúng ta đặt phía ngoài. Đấy, chúng ta lấy hai không này. Ok không? Thằng này là t chia 6. Thằng này cũng là t chia 6. Vậy đây là t bằng t chia 3. Nào, em hình dung câu B được không? Những kiến thức nhắc lại nhấn mạnh lần nữa, những kiến thức của giáp điều hòa vẫn như thế, vẫn như vậy. Ok nhá, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta lại đi thực hành bằng công việc đi diệt các đề thi của Bộ Giáo dục. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ diệt đề thi đại học năm 2013. Ví dụ số 2. Đề bài cho là mạch LC lý tưởng. Các em yên tâm đi, các bài chúng ta đều là mạch LC lý tưởng. Thế nên là các bài sau thầy không viết lại cái từ này nữa nhé. Có Q0 bằng 11-6. Q0 bằng 11-6 coulomb. Và Y0 bằng 3 pi miliampe. Nhớ là mili nhá. Y0 bằng 3 pi nhân với 11-3 ampe. Ok chưa? Tính từ thời điểm điện tích cực đại là Q0, chỉ tụ là Q0 cực đại hay nhất. Cái này là đề bài cho cực đại là Q0. Khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện có độ lớn cực đại là Y0 là. Được chưa? Nào, thì bây giờ các em nhìn này. Đầu tiên các em sẽ tính được omega. Omega sẽ bằng Y0 chia cho Q0. Được chưa? Nào, các em chia ra luôn nhé. Y0 là 3 pi nhân với 11-3 chia cho Y0 là 11-6. Rồi như vậy chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta thấy được ngay là bao nhiêu? Là 3000 pi nhá. 3000 pi. 3000 pi. Mà omega bằng 2 pi trên t, như vậy chúng ta tính được 2t bằng 2 pi chia omega. Như vậy pi pi chia tia. Ok không? Hay sẽ bằng với 1 chia 1500 nhá.
1 chia cho 1.500. Đây. Nào, người ta hỏi là thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện có độ lớn là I0 từ T bằng 0. T bằng 0, Q là bằng Q0 các em nhé. Rồi ok, chúng ta có thể vẽ trục luôn. Không cần vẽ đường tròn đâu. Nào đây là trục của Q nhé, đây là Q0. Đây là Q bằng 0 trừ Q0. Thì các em biết rằng là gì? I mà bằng I0 độ lớn ý, có nghĩa là I max. I max khi vật ở vị trí cân bằng, đúng không? Vị trí cân bằng có nghĩa là Q bằng 0. Rồi, như vậy đây là T bằng 0. Nào, như vậy thế này nó sẽ quay một khoảng thời gian là delta T, đúng không? Delta T sẽ bằng với T chia 4. Ok không? 2 sẽ bằng với 1 chia cho là 6.000. Giây. Được chưa? 1 chia cho 6.000 giây. Hai đáp án của chúng ta sẽ là 1/6. Ồ, hai kết quả này trùng nhau à? Cái này là micro các em nhé. Cái này là micro, sẽ không quan trọng đến đáp án của nó. Yên tâm là đề của nó sẽ là chuẩn nhá. Đáp án là 1/6 mili giây nhá. Được chưa? 1/6.000 mà. Ok chưa? Đó là câu đại học năm 2013. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đề đại học năm 2010, ví dụ số 3. Mạch RC, tất nhiên lý tưởng rồi. Thời điểm T bằng 0, điện tích trên bản tụ cực đại. Ok không? Sau khoảng thời gian delta T thì điện tích trên bản tụ bằng nửa giá trị cực đại. Hỏi chu kỳ bằng nhiêu? Rồi, ok, thôi câu này dễ quá các em ạ, câu này còn dễ hơn câu kia cơ. Đáng lẽ thầy cho câu 3 trước hay hơn. Thôi không sao, hai câu đều dễ. Nào, T bằng 0, Q bằng Q0. Ok không? Để Q bằng Q0 chia 2 là nửa giá trị cực đại. Nào, các em nhìn đây, thời gian ngắn nhất nhờ Q0 chia 2. Thì các em thấy ngay là nó sẽ hết delta T. Nào, delta T. Nào, từ A đến A chia 2 các em còn nhớ chút thời gian không các em? Nào, quên thì lại rửa lại tâm điều hòa nhá. Và không nhớ một tí gì thì học lại nhá. Nào, delta T sẽ bằng với T chia cho 6. Và như vậy em sẽ dễ dàng tính được ngay T sẽ bằng với là 6 delta T nhá, được chưa? Đó, các em thấy không? Đề thi của Bộ Giáo dục nó vẫn áp dụng những kiến thức mà chúng ta học ở ví dụ 1 thôi nhá, và vẫn là dọc điều hòa. Ok nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi làm ví dụ số 4. Đây là đề thi đại học năm 2011. Nhưng mà trước khi làm thầy muốn nhắc cho các em, năm này thì phần này nó chưa giảm tải, nhưng mà bây giờ phần năng lượng đã giảm tải rồi. Thì nên câu này chúng ta chỉ tham khảo thôi nhá, để chúng ta phục vụ làm những bài ở trên lớp. Ok nhá. Nào, cho mạch RC, thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ cực đại xuống một nửa giá trị cực đại là 1.5 nhân với 10 mũ trừ 4 giây. Hỏi thời gian ngắn nhất để điện tích giảm từ cực đại xuống một nửa giá trị cực đại là bao nhiêu? Rồi, vậy các em nhìn đây. Nào, ban đầu là năng lượng điện trường, có nghĩa là VFD. Xin lỗi, VFD nhá. VFD mắc. Ok không? Nào, xuống một nửa giá trị cực đại. Ok, lúc sau là VFD sẽ bằng VFD mắc chia 2. Nào, các em biết được rằng là năng lượng điện trường mà mắc điện mắc thì liên quan đến Q. Như vậy là Q sẽ bằng với Q0. Chúng ta lấy độ lớn. Ok không? Nào, năng lượng điện bằng năng lượng điện mắc chia 2. Đúng không? Như vậy dễ dàng thấy ngay thằng này là VFD bằng VFT. D bằng cơ chia 2 thì VFT bằng VFD. Đúng không em? Nào, như vậy là chúng ta chốt ngay là Q sẽ bằng với Q0 căn 2 chia 2. Nào, từ Q0 mà đến Q0 căn 2 chia 2 ngắn nhất chắc chắn rồi sẽ đến là T. Nào, từ A đến A chia căn 2 chia 2 sẽ đến căn T bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng T chia 8. Ok không? Và sẽ bằng với là 1.5 nhân với 10 mũ trừ 4. Rồi, như vậy em dễ dàng tính được ngay T sẽ bằng với 12 nhân với 10 mũ trừ 4. Nào, bây giờ công việc cuối cùng, chúng ta sẽ tính thời gian điện tích từ cực đại xuống một nửa giá trị cực đại. Rồi, ok các em nhìn đây. Nào, điện tích từ cực đại, từ cực đại xuống một nửa giá trị cực đại, từ Q0 này xuống Q0 chia 2 ngắn nhất này, quá quen thuộc rồi đúng không, làm nhiều lần rồi. Nào, Q0 đến Q0 chia 2 sẽ đến là T.
Chia bằng cái t chia 6. Và các em nhìn ngay, 12 nhân với mũ trừ 4 chia 6 nó sẽ bằng với là 2 nhân với 10 mũ trừ 4. Và kết quả của chúng ta là đáp án D. Nào, câu này các em chú ý rằng là câu này đề thi đạo không thi nhá, nhưng mà thầy vẫn giải cho các em để các em thấy rằng nó vẫn tương tự như kiến thức giao điều hòa. Được chưa? Đó, đây, nhất là cái động bằng thế này. Được chưa? Thì A căn 2 sẽ là động mắc, xin lỗi, điện mắc thì quy mắc bằng quy không. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi diệt đề thi đại học năm 2014. Bài này thì ở đẳng cấp nó cao một chút các em nhé. Đề bài cho là tụ điện có điện dung C, điện tích là quy không, cực đại các em nhé. Nối hai bảng tụ với cuộn dây, cuộn cảm có độ tự cảm là L1 là và học L2, được chưa? Thì dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm L3 bằng 9L1 cộng 4L2 thì y không bằng bao nhiêu? Rồi, câu này các em có thể quen không? Câu này mà dạng kiểu như này thì chúng ta được học ở chương trước rồi. Đó là khi nối vật 1 với cái này thì ta suy ra cái này, vật 2 với cái này suy ra cái này, và vật 3 thì bằng bao nhiêu cái thằng 1 cộng hoặc trừ bao nhiêu thằng 2 thì ra được bằng bao nhiêu. Thì đây là dạng rất quen thuộc và phương pháp làm của chúng ta đó chính là xét tỷ lệ em nhá. Nào, chúng ta sẽ dùng phương pháp là xét tỷ lệ. Chúng ta sẽ xét tỷ lệ mối hệ giữa, tất nhiên rồi, L này và y0, được chưa? Nào, chúng ta có công thức là y0 thì bằng với quy0 nhân omega, được chưa? Nào, tiếp theo các em có y0 sẽ bằng quy0 omega thì bằng với 1 chia căn LC. Như vậy sẽ bằng quy0 chia cho căn LC, được chưa? Nào, các em nhớ là gì ạ? Quy0 này và C nó là không đổi các em nhé, không đổi đâu. Ok không? Như vậy dễ dàng thấy ngay là y không bình sẽ tỷ lệ với 1 chia L. Có thấy không? Nào, y không bình tỷ lệ với 1 chia L có nghĩa là gì? Là nơi nào, các em nghe quen không? Bài này rất quen thuộc rồi nhá. Nơi nào là có L thì ta sẽ thay bằng 1 chia cho y không bình. Đó, được chưa? Nào, như vậy chúng ta có thể thấy ngay là L3 chúng ta sẽ thay bằng là 1 chia y không 3 bình sẽ bằng với 9L1 sẽ bằng với 9 chia y không 1 bình cộng với 4L2 sẽ là 4 chia cho y không 2 bình. Ok, các em thay số và các em bấm nhé. Y không 1, y không 2 các em biết hết rồi, sẽ bằng với 9. Các em không cần phải bấm mili đâu, các em bấm 20 thôi, cộng với 4 chia cho 10 bình. Và các em bấm nữa Y03 thì các em sẽ thêm mili vào nhá. Em bấm máy tính ra thôi, 9 chia cho 20 bình cộng với 4 chia cho 10 bình, 1 chia an căn 2. Như vậy nó sẽ bằng với là 4 nhá. Trả đơn vị nó là mili ampe. Và kết quả của chúng ta sẽ là đáp án B. Được chưa? Vẫn những kiến thức cũ, không có gì mới cả. Ok nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ví dụ 6. Đây là đề thi đại học năm 2015 và 2010. Tại sao lại vào 2010? Đó là hai năm này thi một câu giống như nhau. Các em thấy ra là gì? Đề thi của một dụng nhiều khi có lúc lại lặp lại các em ạ. Đấy, có nghĩa là những cái câu mà đã thi rồi có thể thi lại. Thế nên là nhiều bạn bảo thầy cho những cái câu mà quả thi rồi thì năm sau làm gì thi lại nữa. Không các em ạ, những câu thi rồi vẫn có thể thi lại. Không thi lại giống hệt nhau nhưng mà nó sẽ thi lại giống cả dạng nhá. Được chưa? Nào, đề bài cho là có hai mạch tự động có chu kỳ là T1 và T2 bằng 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bảng có độ lớn cực đại đều là quy không, có nghĩa quy không giống nhau các em nhá. Khi điện tích của mỗi bảng có độ lớn bằng quy, được chưa? Thì tỷ số Y1 chia Y2 từ đường điện bằng bao nhiêu? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ khai thác là T1 và T2 bằng 2T1. Nào, T2 bằng 2T1 thì các em sẽ rút được ngay, đó là omega 2 sẽ là omega 1 chia 2. Đúng các em? Được chưa? Vì omega thì bằng 2 pi trên T, omega tỷ lệ nghịch với T. Ok nhá. Nào, khi điện tích mỗi bảng có độ lớn bằng Q, có nghĩa là cái gì nhỉ? Khi Q1 bằng Q2
bằng quy. Được chưa? Thế thì số y1 trừ y2 bằng bao nhiêu? Rồi, bây giờ đố các em biết chúng ta dùng cái gì. Nào, chúng ta sẽ dùng công thức này. Công thức đó là quy không bình bằng quy nhỏ bình cộng y nhỏ bình chia omega bình. Công thức của chúng ta sử dụng đây các em ạ. Nào, em nhìn này, chúng ta sẽ rút ra được ngay y1 sẽ bằng với là căn của, đúng không? Quy không bình trừ quy nhỏ bình, giống nhau các em nhá, cái này giống nhau, nhân với omega một bình. Tiếp theo y2 sẽ bằng căn của quy không bình cũng là quy không trừ quy nhỏ bình giống nhau, nhân với omega 2 bình. Ok chưa? Vậy các em dễ dàng các em tìm được ngay y1 trừ y2. Y1 chia y2. Y1 chia y2 sẽ bằng, thôi căn thì bỏ đi các em nhé, căn bỏ đi, bỏ căn ra, sẽ bằng với là omega 1 chia omega 2. Nào, mà omega 1 bằng 2 omega 2, thấy không? Như vậy thì dễ dàng chúng ta tính được ngay tỷ số này bằng 2. Và đáp án là đáp án A. Đó, được chưa? Các em thấy không? Một cái bài ví dụ 6 đến từ đại học năm 2010 và 2015, chúng ta thấy ngay là vẫn sử dụng công thức của giáo biểu hòa. Đây là công thức A bình và X bình cộng V bình trừ omega bình. Em nhá, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm ví dụ số 7. Đây là đề thi đại học năm 2013. Đề bài cho là hai mặt LC có biểu thức diện tích thỏa mãn 4 Q1 bình cộng Q2 bình bằng 1,3 nhân 10^-17. Ở thời điểm T, diện tích và cường độ giảm điện cho mạch 1 là 10^-9 coulomb và 60 mA. Hỏi cường độ giảm điện cho mạch 2 có độ lớn lúc đó là bằng bao nhiêu? Nào, câu này nhiều bạn nghĩ đây là câu rất khó, nhưng các em hãy thử nhớ lại ký ức của chương số 1. Chương số 1 các em học một cái câu, một cái bài mà nó nhìn nó giống giống cái biểu thức này cho các em nhỉ? Nào, chương số 1 là chương giao điều hòa, các em đã học một bài có biểu thức giống giống như cái biểu thức này này, là bao nhiêu x1 bình cộng bao nhiêu x2 bình và một cái số câu to nào đó. Các em nhìn nó quen không? Nào, các em cứ thử giờ lại vở và xem chương giao điều hòa chúng ta đã học rồi. Đó, và bây giờ ở bài này chúng ta cũng làm tương tự. Phương pháp tên là gì các em còn nhớ không nhỉ? Đó là chúng ta sử dụng phương pháp đó là đạo hàm. Đó, phương pháp sử dụng của chúng ta là phương pháp đạo hàm các em ạ. Thầy sẽ gọi đây là biểu thức của sao, biểu thức sao. Bây giờ thầy sẽ đạo hàm biểu thức sao lên. Nào, sao phẩy. Nào, sao phẩy sẽ bằng gì các em nhỉ? Nào, em còn nhớ không? Hai hạ xuống sẽ là 4 Q1 nhân Q1 phẩy, đúng không em? Vì Q1 nó là biểu thức, đó là một hàm số, nhân với 2 Q2 nhân Q2 phẩy, và đây thì bằng 0 rồi. Nào, quen chưa? Nào, Q phẩy bằng gì? Vẫn giống như giao điều hòa là X phẩy thì bằng V. Vậy bây giờ Q phẩy sẽ vẫn như giao điều hòa thôi, Q phẩy sẽ bằng với là y nhá, được chưa? Nào, vậy chúng ta sẽ có ngay là bằng 4. Thôi thầy thay luôn đây nhé, cho nó nhanh. Q1 nhân với y1 cộng với 2 Q2 nhân với y2 nhân với y2 bằng 0, được chưa? Và chúng ta đã có biểu thức mối liên hệ giữa Q và y. Nào, bây chúng ta có những thứ gì? Q1 biết rồi, y1 biết rồi, được chưa? Bây giờ muốn tính y2 đúng không? Thì chúng ta sẽ cần tính nốt Q2. Nào, chúng ta tính y2 một cách nào? Tính Q2. Nào, chúng ta sẽ thay Q1 vào phương trình sau. Nào, chúng ta sẽ tính ra Q2. Nào, các em thay Q1 vào phương trình sau các em nhé. Nào, chúng ta sẽ có ngay là 4 nhân với Q1, chúng ta là 10^-9 bình, đúng không? Cộng với Q2 chưa biết rồi. Ok, chúng ta lấy 1,3 trừ đi. 1,3 nhân 17. Chúng ta trừ đi. Rồi chúng ta căn ra. Ok, như vậy chúng ta tính được ngay Q2 bằng 3 nhân với 10^-9. Ok không? Như vậy Q2 tính được luôn. Như vậy chúng ta sẽ có một phương trình một lần. Chúng ta tính được Q2 là chúng ta có 4. Q1 của chúng ta là 10^-9 nhân với y1 của chúng ta là 3 nhân với 10, xin lỗi, bằng 6 nhân với 10^-3, y1 6 nhân với 10^-3 cộng với
2Q2 là 2 lần của Q2 là 3 nhân 10 trừ 9 nhân với Y2 và bằng với 0. Rồi, ok, phương trình nguồn và chúng ta dễ dàng chúng ta tính được ngay là Y2. Y2 sẽ bằng 8 mA nhé. Đấy, cái này các em tự bấm máy tính giúp này, được chưa? Không có gì lạ cả, suốt từ đầu đến giờ chúng ta chưa làm một ví dụ nào lạ các em ơi nhá. Vẫn là kiến thức dòng điều hòa, thế nên là thầy nói rằng là gì, chương dòng điều hòa quan trọng, các em hiểu vì sao chưa? Rất quan trọng vì các chương này, các bài này nó đều là kiến thức dòng điều hòa hết các em ạ, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi duyệt đề thi đại học năm 2014. Và các em thể nhìn thấy ngay trước mắt em là cái đồ thị rất là hoành tráng đúng không? Đừng có sợ, đây chính là dạng gì các em nhỉ? Đây chính là dạng đồ thị trong dòng điều hòa. Và hình vẽ của chúng ta đang biểu diễn đồ thị của Y1 và Y2. Y1 là nét màu vàng và Y2 là nét màu đỏ, được chưa? Và đề bài hỏi là một câu hỏi cũng khá là lạ đấy, khá là lạ, là điện tích tổng điện tích của hai bưu điện ở một thời điểm có giá trị lớn nhất là bao nhiêu. Rồi, ok, câu này làm như sau. Đầu tiên chúng ta phải đọc khai thác đồ thị. Chúng ta thấy ngay là 6 này nó đang là biên độ của Y2 đúng không? Và như vậy đây là Y02. Còn 8 nó là biên độ của Y1, như vậy đây là Y01. Và các em nhớ là nhân 10^3 nhé. Tiếp theo các em khai thác được nữa là cái thời gian này, các em nhìn lên màu vàng nhé. Thời gian từ vị trí cân bằng này theo chiều dương đến tiếp theo đến vị trí cân bằng theo chiều dương thì đây chính là một chu kỳ, các em nhá. Các em chúng ta phải ngay chu kỳ là bằng 1 × 10^3, nghĩa là 10^3 giây. Dễ dàng tính được ngay omega. Omega sẽ bằng 2 pi trên t, tôi nhẩm nhanh nghe nhé. 2 × 10^3 là 2000, là 2 × 10^3 pi. Đó là omega. Nào tiếp theo chúng ta khai thác được cái gì nữa ở đồ thị này? Đó là ở phi chúng ta sẽ nhìn vào t bằng 0. Nào em thấy ngay t bằng 0 này, em vẽ đường tròn ra. Cái dạng đọc đồ thị này là chúng ta học rồi, các em nhớ là học rất kỹ rồi. Nào những bạn nào quên thì các em phải học lại nhé. Nào chúng ta sẽ thể hiện là t bằng 0 là Y1 nó đang ở vị trí cân bằng và tiến theo chiều gì các em? Tiến theo chiều dương, có nghĩa tiến về Y0, như vậy ở vị trí cân bằng và tiến về vị trí biên dương để vị trí Y0 đúng không? Như vậy đây là đọc hướng dưới nhá, đây là phi của Y1. Ok không? Nào tiếp theo Y2 nó đang ở vị trí biên âm, các em thấy không? Biên âm đây là phi của Y2. Đây là phi của Y2. Đó, và các em dễ dàng em thấy ngay là Y1 và Y2 đang gì pha các em nhỉ? Đang vuông pha. Y1 và Y2 đang vuông pha. Được chưa? Y1 Y2 vuông pha chắc chắn 100% Q1 Q2 cũng vuông pha. Đúng không? Chắc chắn rồi, hoặc là vẽ luôn cho các em xem cái này nhá. Đây là Y2 thì đây là Q2 chậm hơn 90 độ. Đây là Y1 thì đây là Q1. Đúng không? Đấy, nhìn thấy ngay cũng vuông pha nhá. Đó, chúng ta đã khai thác xong hoàn toàn cái đồ thị. Tiếp theo chúng ta sẽ tính là Q01. Nào, Q01. Q01 sẽ bằng với là Y01 chia omega. Được chưa? Omega giống nhau các em nhỉ? Nào các em thay vào Y01 chúng ta là 8 × 10^3 chia cho 2 × 10^3 pi. Như vậy nó sẽ bằng với là 4 chia pi micro coulomb. Có nghĩa là 10^6 các em nhé. Được chưa? Tiếp theo chúng ta tính được Q02. Chúng ta sẽ bằng Y02 chia cho omega. Nào vẫn tương tự, Y02 là 6 chia cho 2 chia cho 3 nhá. 3 chia cho pi micro coulomb. Ok không? Nào bây giờ các em nào, tổng điện tích ở một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu? Nào các em có tổng điện tích là Q bằng Q1 cộng Q2. Đây lại là kiến thức dòng điều hòa. Nào các em có thấy nó quen không?
Đây chính là tổng hợp dao động điều hòa. Đúng không em? Nào, hai dao động cộng vào nhau và nó sẽ bằng với là Q0, nó sẽ là bằng Q tổng hợp mắc. Đúng không? Q tổng hợp mắc, Q0 tổng hợp đi nhân với cos của omega t cộng phi. Em có thấy quen không? Đây là tổng hợp dao điều hòa. À, và em thấy đây là hai dao bằng vuông pha. Vuông pha. Vuông pha thì Q0 tổng hợp cũng biết là biên độ tổng hợp đấy. Nào, Q0 tổng hợp sẽ bằng gì các em nhỉ? Q0 tổng hợp sẽ bằng gì các em nhỉ? Vuông pha sẽ bằng căn được 2 của Q0 1 cộng Q0 2 bình. Các em đồng ý đây là kiến thức cũ không? Nào, thì đây 4, đây là 3 thì vậy thôi. Đây là số đặc biệt nhá. Các em nhẩm ngay nó sẽ bằng với là 5 chia cho pi micro coulomb. Và đáp án của chúng ta là đáp án C. Nào, các em thấy rằng là gì? Qua 8 ví dụ, tất cả đều là những kiến thức cũ. Thế nên là nhiều người học ở trên lớp còn học các thầy cô khác không được nhấn mạnh, không được nhấn mạnh và không được làm các ví dụ như này để nó đến thi đại học nhé. Và nhiều người tưởng rằng chương này là chương mới, nhưng thầy nhấn mạnh cho các em đây hoàn toàn là những kiến thức cũ của trường dọc điều hòa và làm giống y hệt trường dọc điều hòa. Các em hiểu vấn đề không? Đó, đấy chính là chìa khóa để làm các bài tập. Đề bài nó có thể hỏi tiếp đi, hỏi biến đổi đi nữa thì các em sẽ sử dụng kiến thức cũ em làm. Được chưa? Không phải sợ dạng này, đây đều là dạng cũ cả. Ok nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến một phần rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là quan trọng. Đó là phần thiết lập các công thức từ công thức năng lượng. Nào, trước tiên thầy sẽ nhắc lại cho các em đó là các công thức về năng lượng cho mạch RC. Đầu tiên đó là VKT là năng lượng từ trường sẽ được tính bằng công thức là 1/2 L y bình. Tiếp theo là VKT là năng lượng điện trường sẽ bằng 1/2 C nhân U bình, U nhỏ cái nhỉ, hay bằng 1/2 Q bình trên C, hay bằng 1/2 Q nhân U. Đó. Và tiếp theo công thức về năng lượng điện tử là V kép. V kép sẽ bằng V kép T cộng V kép D sẽ bằng với V kép T mắc. V kép T mắc. V kép T mắc phải xin ghi luôn nhé. Sẽ bằng với là 1/2 L nhân Y không bình sẽ bằng 1/2 C nhân U không bình sẽ bằng 1/2 Q không bình chia C và sẽ bằng 1/2 nhân với Q không nhân với U không. Đó. Và đây là những công thức gốc. Đây là những công thức gốc. Và từ những công thức này, thầy sẽ thiết lập ra cho các em một series công thức, rất nhiều công thức. Nào, và cái mà thầy muốn nhấn mạnh là chúng ta sẽ không nhớ công thức mà thầy thiết lập ra, mà chúng ta sẽ nhớ cách chứng minh. Nào, bây giờ, từ công thức này, nào, chúng ta sẽ thiết lập ra rất nhiều công thức như sau. Các em nhìn đây, công thức VK thầy sẽ giả sử thầy dùng công thức 1/2 L Y không bình L nhân Y không bình. Công thức VKT thì chỉ có một công thức thôi, sẽ bằng 1/2 L nhân Y nhỏ bình. Cộng VKT thầy sẽ dùng một trong ba công thức, thấy chưa? Thầy sẽ dùng công thức là 1/2 C nhân U bình. Nào, và từ đây chúng ta sẽ có một công thức chi tiêu 1/2. 1/2 ấy. Và như vậy
chúng ta sẽ có một công thức. Ví dụ thầy muốn rút ra đó là u. U sẽ bằng căn của gì? Các em có thể nhìn thấy ngay. Đây là l, y không bình, như vậy l thì rút ra ngoài. Nhân với y không bình trừ y nhỏ bình và chia cho c. Nào, như vậy chúng ta đã có một công thức. Các em hình dung không? Các em hình dung không? Còn đây là gọi là công thức 1 đi. Nào, vẫn từ công thức VK bằng VKT cộng VKD, thầy sẽ thiết lập ra công thức thứ hai. Nào, VK bây giờ thầy sẽ không dùng 1/2 LI bình nữa, y không bình nữa. Bây giờ thầy sẽ dùng 1/2 CU không bình đi. Nào, 1/2 C nhân U không bình. Được chưa? VKT rất may chỉ có một công thức là 1/2 L nhân với y nhỏ bình. Cộng với VKD thì còn 3 công thức. Thầy dùng công thức nào cũng được. Thầy sẽ dùng công thức là 1/2 C nhân U nhỏ bình đi. 1/2 C nhân U nhỏ bình. Và từ đây thầy sẽ rút ra là 1/2 chỉ tiêu này là chỉ tiêu. Ok chưa? Nào, như vậy thầy sẽ rút ra đây là U này, đây là C, giống nhau CU. Như vậy thầy sẽ rút ra là Y đi. Y sẽ bằng gì? Nào, Y sẽ bằng căn của. Nào, C rút ra ngoài, bên trong là U không bình trừ U nhỏ bình. Đúng không? Rồi chia cho gì? Rồi chia cho L. Và như vậy thầy có đây là công thức thứ hai. Các em hình dung không? Nào, và tương tự chúng ta sẽ dùng công thức VK bằng VKT cùng VKD, chúng ta sẽ ra được các công thức tiếp theo. VK chúng ta sẽ dùng 1/4. Các em hình dung cách làm cũng nhỉ? VK dùng 1/4 công thức, VKT thì chỉ có một công thức, và VKD của chúng ta sẽ có 1/3 công thức. À, như vậy chúng ta sẽ rút ra hình như là 12 công thức. Nào, tương tự chúng ta sẽ chứng minh ra 12 công thức. Ok không? Đó, và tùy từng đề bài cho gì thì chúng ta sẽ dùng sao cho hợp lý. Các em hình dung không? Ví dụ đề bài nó cho là gì? Ví dụ nhá, ví dụ đề bài cho là gì nhỉ? Là Q0 đi. Q0 này và Y0 và hỏi là y nhỏ. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập công thức như nào? Chúng ta sẽ thiết lập công thức đó là Q0. À, cái xin lỗi, là cái này sẽ hỏi là Q0 à? Q0 thì này sẽ hỏi là Q nhỏ nhá, cho Q nhỏ nhá. Đấy, không Q0 được đâu. À, không Y0 được đâu. Nào, bây giờ thầy sẽ dùng công thức là gì? Thầy sẽ dùng công thức đó là VK thì thầy sẽ dùng công thức nào đề bài cho Q0. Q0 như vậy các em nhìn thấy ngay, thầy sẽ dùng công thức là 1/2. Đúng không? 1/2 Q0 bình chia C. Ok không? Sẽ bằng với VKT. VKT thì chỉ có một công thức thôi. VKT là 1/2 LI bình cộng với VKD. VKD thì sẽ có 3 công thức. Nào, nó đang cho là Q nhỏ, đúng không? Q nhỏ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ dùng công thức là 1/2, đúng không? Q nhỏ bình chia C. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thiết lập một công thức, đó là nào 1/2 chỉ tiêu. Nào, chúng ta sẽ đưa được cái Y sẽ bằng với căn của. Nào, 1 chia C vứt ra ngoài, đúng không? Bên trong là gì nhỉ? Bên trong là Q0 bình trừ Q nhỏ bình. Em hình đúng không? Và còn L nữa, như vậy nhân thêm L một, như vậy 1 chia LC. Đó. Và đây sẽ làm công thức tiếp, gọi là công thức số 2 đi. Đó, các em hình dung đến cách chứng minh không? Nào, cái quan trọng nhất là các em phải biết cách chứng minh nhé. Từ công thức gốc là VK bằng VKT cộng VKD. Đề bài cho gì chúng ta sẽ thiết lập ra, dùng công thức sử dụng cái đó để thiết lập ra. Các em hình dung không? Còn nữa nhá, còn là từ công thức VKT mắc nhá, từ công thức VKT mắc bằng VKD mắc. Từ công thức này chúng ta sẽ thiết lập ra 3 công thức nữa. Nào, VKT mắc thì các em có công thức là gì nhỉ? 1/2 LI không bình, đúng không? 1/2
L nhân y không bình. Chúng ta sẽ bằng 3 thứ. Nào, chúng ta sẽ bằng thứ nhất là sẽ bằng với 1/2 C nhân U không bình. Đây, em thì nhìn thấy không? Bằng 1/2 C nhân U không bình. Tiếp theo, đây, nhìn thấy ngay không này? Bằng 1/2 Q không bình trên C. Bằng 1/2 Q không bình trên C. Và bằng 1/2 là Q không nhân U không. Q không nhân U không. Đó, và từ đây chúng ta cũng sẽ có thêm 3 công thức nữa. Thực ra ba công thức này chúng ta biết rồi, đây từ đây, nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh cho các em là cái bản chất mà chúng ta chứng minh ra là từ công thức VKD mắc bằng VKD mắc. Còn từ công thức mà VKD bằng VKD của VKD thì các em biết rồi, chúng ta sẽ chứng minh ra bao công thức, chúng ta sẽ chứng minh ra 12 công thức. Nhưng mà không nhớ 12 công thức đó, không nhớ những cái này, không nhớ những cái này, không nhớ những cái này, mà chúng ta sẽ nhớ từ công thức gốc suy ra. Cái quan trọng nhất là như thế. Nếu mà chúng ta mà nhờ máy móc này thì nó luôn là không thể nhớ được. Tại vì là các em thấy này, nó rất là khó nhớ, đúng không? Nó rất khó nhớ, rất khó nhớ. Nhưng mà chúng ta nhớ từ công thức gốc, chúng ta suy ra thì nó đơn giản hơn nhiều. Được chưa? Các em nhớ, cách chứng minh nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi áp dụng làm các bài tập. Đầu tiên, đó là ví dụ số 1. Đề bài cho là mạch LC có L bằng 2 mH, C bằng 8 nanofarad, U0 bằng 10 V, tính Y0. Được chưa? Đó là câu A. Nào, hôm nay chúng ta sẽ luôn. Bây giờ tính Y0 chúng ta dùng cái gì các em nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ dùng đó là VKD mắc sẽ bằng với VKD mắc. Đó, tất nhiên là nhìn ở trên bảng chúng ta có thể thấy ngay, nhưng mà thầy muốn nói các em là hướng để chúng ta thiết lập công thức, không nhìn máy móc. Nào, VKT mắc thì chỉ có một công thức là 1/2 L nhân với Y không bình. Đó, rất may chúng ta là VKT có một công thức thôi. Còn VKD mắc chúng ta sẽ có, nào, có 3 công thức, nhưng mà đề bài cho U0, cho C. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ dùng công thức gì? Dùng công thức gì nhỉ? Chúng ta sẽ dùng 1/2 C nhân U không bình nhá. Ở đây công thức này cũng có U nhá, nhưng mà chúng ta không dùng tại vì nó dính đến quy. Được chưa? Như vậy sẽ là 1/2 C nhân với U không bình. Ok, thôi, đơn giản rồi. Vậy chúng ta sẽ rút được ngay Y không sẽ bằng với là 1/2 chỉ tiêu này. Y không sẽ bằng căn cực 2 của C chia L nhân với U không bình. Ok chưa? Rồi, thôi, rất là đơn giản, chúng ta bằng máy tính là ra C các em nhớ là 8 nhân 11 trừ 9 các em nhé. Đây là nano là 11 trừ 9, được chưa? Chia L là 2 11 trừ 3. Số nhân U không bình là 100 nhá. Như vậy các em bấm ra được bằng 0,02 0,02 ampe. Đó, rất đơn giản, đó là câu A. Nào, câu B. Khi U bằng 6V thì Y bằng bao nhiêu? Rồi, ok, bây chúng ta sẽ thiết lập nào. Công thức gốc của chúng ta là gì? Là VKT. VKT trước đi. Đó, VKT sẽ bằng với VKT cộng với VKT. Ok chưa? Nào, VKT chúng ta sẽ dùng công thức là 1/2. Nào, đề bài cho U0. Được chưa? Cho U0 như vậy chúng ta sử dụng 1/2 C nhân U0 bình. VKT thì một công thức thôi, 1/2 L Y bình. VKD, nào đề bài hỏi U, cho U thì chắc chắn là 1/2 gì rồi. C nhân U nhỏ bình. Chỉ tiêu. Nào, như vậy chúng ta sẽ rút được ngay, đó là Y. Nào, chúng ta rút được ngay Y sẽ bằng căn bằng 2 của, tất nhiên là vừa nãy thầy thiết lập ra rồi, nhưng mà bây giờ thầy không muốn dùng cái đó, và thầy sẽ chứng minh lại nhé. Nào, sẽ bằng C rút ra ngoài này, nhân U không bình chứ U nhỏ bình, đúng không? Đây, chuyển về sang bên này. Rồi chia cho L. Ok, các em thay số, các em bấm nhé. Tôi thầy thay số vào luôn. Căn bằng 2 của C của chúng ta là bằng 8 về mũ trừ 9 nhân với 10 bình trừ 6 bình nhá. Để chia L của chúng ta là 2 về mũ trừ 3. Ok, như vậy chúng ta sẽ bấm ra được bằng là
16 căn 10 nhá. 0,16 căn 10. Được chưa? 0,16 căn 10 số nó hơi xấu, không không sao cả. Sẽ bằng với 0,16 căn 10. Được chưa? Đó. Thế thôi. Ok nhá. Được chưa? Nào bây giờ câu C. Câu C thầy sẽ hỏi như sau. Nào câu C này. Câu C thầy sẽ cho là khi mà bằng 0,01 ampere thì hỏi U bằng bao nhiêu. Rồi, ok. Nào, thì bây giờ các em có thể thấy ngay là chúng ta vẫn thiết lập từ công thức này thôi nhá. Chúng ta sẽ rút ra được U. Được chưa? Chúng ta sẽ rút ra được U. Nào, các em thấy ngay là U sẽ bằng gì? Nào nhìn nhá, U sẽ bằng căn bậc 2 của căn bậc 2 của C nhân U không bình, C nhân U không bình trừ L nhân với Y nhỏ bình rồi chia cho C. Các em đồng ý không? Nào, bây giờ chúng ta thay số vào, chúng ta bấm. C của chúng ta là 8 nhân 10 cũng trừ 9 nhân với U không bình của chúng ta là nhân với 10 bình. Được chưa? Trừ L nhân Y bình, L của chúng ta là bằng với 2 nhân 10 cũng trừ 3 nhân với Y bình của chúng ta là 0,01 bình. Chia cho C của chúng ta là 8 nhân 10 cũng trừ 9. Ok, như vậy chúng ta sẽ bấm ra được bằng 5 căn 3. Được chưa? 5 căn 3. Thế thôi. Nào, nhưng mà ở cái ý này thì thầy muốn cho các em nào là nguyên tắc nhanh, nguyên tắc giải nhanh vẫn giống như dòng điều hòa thôi. Nào các em nhìn đây, khi Y bằng 0,01 thì các em thấy ngay nó bằng mấy Y không? Nào, mấy Y không đây? Nó sẽ bằng với là Y không chia 2, đúng không? Nào, Y bằng Y không chia 2, thằng này Y không chia 2 này. Thì thấy ngay U của chúng ta là nguyên tắc V bằng V bắc chia 2 đúng không? Thì U nó giống như Q thôi, vì U đồng pha với Q, nó sẽ bằng với là U không căn 3 chia 2 và nó cũng bằng 5 căn 3. Được chưa? Đấy, nguyên tắc giải nhanh em nhớ nhé. U thì giống như Q nhá. Y bằng Y không chia 2 thì Q bằng Q không ôm Q không căn 3 chia 2 thì U nó cũng như thế, cũng bằng U không căn 3 chia 2. Ok không em? Đó, thì đấy là cách giải của cái ví dụ số 1. Em nhớ nhá, không nhớ máy móc công thức mà chúng ta vừa suy ra, mà chúng ta nên nhớ cách chứng minh đề nó đổi như nào chúng ta cũng làm được. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi làm ví dụ số 2. Đây là đề thi đại học năm 2011. Đề bài cho là mạch LC có L bằng 50 mH và C. Biểu thức của Y như này nhá. Ampere đơn vị. Khi cường độ dòng điện bằng một nửa giá trị hiệu dụng thì U bằng bao nhiêu? Nào, rồi, vậy các em nhìn này. Nào, chúng ta tóm tắt đề một tí, chúng ta có Y0. Y0 của chúng ta là bằng 0,12. Được chưa? Nào, khi cường độ dòng điện bằng một nửa giá trị hiệu dụng thì các em có được Y hiệu dụng bằng gì nhỉ? Y hiệu dụng sẽ bằng với Y0 chia căn 2, đúng không các em? Vẫn là kiến thức của chương trước. Dòng điều hòa và sẽ bằng với 0,12 chia căn 2. Vậy khi Y bằng một nửa giá trị hiệu dụng, có nghĩa là khi y mà bằng với là 0,12 chia căn 2 rồi chia 2, có nghĩa là 0,06, đúng không? Chia cho căn 2 thì hỏi U bằng bao nhiêu. Rồi, chúng ta lại thiết lập ra công thức thôi nhỉ. Chúng ta lại sử dụng công thức đó là V kép bằng V kép T cộng V kép D. Nào, chúng ta thay vào V kép chúng ta sử dụng cái gì? Đề bài cho Y0 thì chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng công thức V kép bằng 1/2 L nhân Y0 bình. V kép T thì chắc chắn chỉ có một công thức là 1/2 L nhân Y nhỏ bình. Cộng V kép D thì bây giờ chúng ta sử dụng công thức gì? Nào, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức là 1/2 C. À, đang hỏi U đúng không? Như vậy 1/2 C nhân U bình. 1/2 C nhân U bình. Rồi ok, 1/2 chúng ta trừ tiêu này. 1/2 hết này. Được chưa? Nào, như vậy chúng ta sẽ có được Y0 rồi, L rồi, Y nhỏ rồi. Và cần tính nốt C nữa là xong. Tính C kiểu gì? Nào, bây giờ chúng ta tính C này. Đề bài cho Omega rồi, đúng không? Chúng ta có nào, Omega
thì bằng với 1 chia căn LC. Như vậy dễ làm thì được ngay C sẽ bằng với là 1 chia cho omega bình. Đúng không? Rồi sau đó chia L. Đó, L nó. Rồi chúng ta bấm máy tính kem nhá. Nào, L chia cho 1 chia cho omega bình là 1 chia 2 nhỉ bình. Rồi nhân với L là 50 nhân 3. Ok. Như vậy sẽ bằng với là 5 nhân 14 trừ 6. Thôi, bây giờ chúng ta thay nốt đây chúng ta tính nhá, chúng ta bấm nhập U. Công thức của chúng ta rút ra là căn bậc 2 của L nhân với Y không bình trừ Y nhỏ bình chia C. Thôi, chúng ta thay số và chúng ta bấm nhé. Nào, căn bậc 2 của L là 50 nhân 14 trừ 3 nhân với Y không bình của chúng ta đang bằng với là 0,12 bình. Đúng không? 0,12 bình trừ y không trừ y nhỏ bình của chúng ta là 0,06 chia căn 2. Đúng không? Bình. Rồi chia C của chúng ta là bằng 5 nhân 14 trừ 6 nha. Ok. Rồi, như vậy chúng ta sẽ bấm ra được bằng với là 3 căn 14. Đó. Ok nhá. Và kết quả của chúng ta là đáp án là A. Được chưa? Đấy, đề thi đại học các em ạ. Chúng ta cũng rút ra những công thức và thay vào là xong nhá.